Ok, là team xin chào tất cả các anh em càng thủ đam mê câu cá từ miền Nam Bắc. Hôm nay tiếp tục lên cho anh em tổng cộng là 6 cây cần nha anh em. 6 cây cần này là 6 cây cần tay. Cần tay giả chúc gấp khúc. Những cây cần này thì toàn bộ là cần carbon hết. Những cây cần chuyên cho anh em đánh cảm giác nha. Những cây này đánh bạo lực thì em không bao. Đánh cảm giác thì em bao phê nha anh em. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây giá cả hình ảnh cụ thể cho anh em xem. Rồi, cảm ơn anh em. Rồi, đem lên cây cần thứ nhất cho mọi người xem nha. Đây. Đây là một cây carbon giả trúc, hàng carbon. Hàng còn khá là mới nha anh em. Hàng bao mới luôn. Cây này là dài 2,3 m nha mọi người. Thu gọn là 75 cm. Nặng là 80 g. Đọt là 0,7 ly, tầm 2 h. Cây này nó gồm 4 khúc này ạ. Đó, cây này gồm 4 khúc, nguyên zin nguyên kiện. Đó. Hàng này hàng carbon nha mọi người. Đọt là đọt carbon đặc. Đó. Còn cần còn khá là mới. Cây này còn tầm khoảng 95%. Anh em kiểm tra hàng mà không được 95% thì gửi về. Đây. 2,4 m. Đó. Đầu buông nó đây, nguyên zin. Có là nảy khá cao nha mọi người. Cây này chuyên cho anh em đến cái gù phi, cái giết, chép đánh diều cá thôi. Đây đọt nó sẽ thấp vào đây. Đó, khá là cứng. Đọt đây. Đó. Rồi, đây là cái thứ nhất. Cái thứ nhất em giá công khai mọi người luôn. Cái thứ nhất giá công khai là 500k nha. Hàng bao đẹp, bao êm, bao hỏng hóc, bao lỗi lầm. Đó, đây là cái thứ nhất, 500k. Rồi, tiếp theo sẽ là cái hàng số 2 nha mọi người. Một cây cần nội địa Nhật, cần gấp khúc đây. Hàng này là hàng 5,4 m nha mọi người, hàng 5,4 m, cần còn khá là ok. Cần gấp khúc mà quăng rất là ok nha, rất là đẹp. Chui cán đây, chui cán được một nhợ. Hàng này là hàng hai da carbon. Cái này tổng cộng gồm là 6 khúc nha mọi người. Nói chung cây này còn khá là ok, mới carbon sẵn hay già, khá là đẹp cho mọi người. Cây này tầm còn khoảng tầm 90%, 95%. Khá là ok, hàng khá là ok. Đó, các bạn sẵn đây. Cây này là 5,4 m, thu gọn là 103 cm, nặng là 170 g. Độ cứng tầm 2 h, đọt là 0,7 ly. Để đi nhé. Nói chung là càng không lỗi. Đây, đọc ra đây. Khá là dẻo. Nói chung là những cây này thì cho anh em đi đánh cảm giác thôi. Rồi. Đây là cây thứ hai. Đọt là đọt carbon đặc nha. Cây thứ hai.
Giá công khai luôn nha mọi người, giá công khai là 800k, cây số 2 800k. Tiếp theo sẽ là cây số 3 nha mọi người, cây số 3 vẫn là một cây cần nội địa Nhật, cần hai khúc, cần gáp khúc. Hàng này hàng carbon, cần này em đảm bảo với anh em mà bao mới trên 95%. Làm giá trúc khá là đẹp nha anh em. Những cành này em xếp cho anh em thì em sẽ bỏ vào túi xếp cho anh em. Đây, 18 feet. Da 5m4. Cây này là 5m4. Nặng 150g, đọt là 0,8 ly, độ cứng tầm 2H, thu gọn là một, cái này là đọt gốc quá, gốc là 10cm. Cành còn khá là đẹp, cây này mới đảm bảo với anh em là trên 95%. Đây. Còn nút luôn. Cây cần nào còn mới thì dám đảm bảo thôi. Cây cần gồm 6 khúc nha mọi người, 6. Đây. Cần khá là ok. Đây, đó, carbon sẵn nha mọi người. Đó. Sẵn như con rắn luôn, hai da. Sẵn đây. Sẵn chằng chịt luôn á. Nói chung thì nhìn ở ngoài thấy nó sẵn rất là chằng chịt, nhưng không biết vô clip anh em thấy rõ không. Đó. Đây, đó. Nói chung là sẵn rất là ok. Cây này là một cây cần nội địa Nhật. Rồi. Giá công khai cây luôn nha mọi người. Đó. Giá công khai cây này là 1 triệu cộng ship. Cây số 3 1 triệu cộng ship. Cây còn khá là mới. Tiếp theo cây số 4. Để giờ cây qua bên đây. Đây, cây số 4, một cây carbon giả trúc, dài là 4m5, đọt là 0,8 ly, nặng là 90g, thu gọn là 100cm, độ cứng tầm 2H. Đa phần những cây này độ cứng tầm 2H hết nha. Một cây giả trúc khá là ok, nhìn khá là đẹp, ưng mắt. Hàng carbon nha mọi người. Khá là ok. Cây nào tiếp thì em bảo tiếp. Cây này gồm tổng cộng là 5 lóng nha mọi người. Cây này là 5 lóng. Đó, hàng còn khá đẹp. Carbon giả trúc. Gần rắp khúc. Đọt còn miễn xin. Những cây này thích hợp cho anh em đi sưu tầm, câu cá cháp, cá goldfish, chép. Bán cạnh soi cho anh em kỹ từng góc cạnh. Đây đọt ra đây. Đọt nó khá là nảy, tầm 2H nha mọi người. Rồi, cây này giá công khai luôn, giá công khai là 800k nha mọi người. Cây số 4.
Rồi tiếp theo là hai cây cần mà anh em bảo là cần hệ, cần Shimano. Em bán em cũng chả biết. Đây. Một cây Shimano đó. Tem. Cái này thì sắn thì anh em khỏi nói, không biết một da, hai da, ba da gì hết, sắn tít luôn. Khá là đẹp. Cây này là nếu anh em về kiểm tra mà không mới, tầm khoảng 95% anh em gửi về cho em, đó, đảm bảo với anh em vậy luôn. Cây này là 5m4, thu gọn 102cm, nặng 150g, đọt là 0,8 ly, độ cứng tầm 2H đến 2H gử, đó, rất là mới. Cây này là một cây gấp khúc, hàng chuyên cho anh em sưu tầm. Này, nấm gỗ đây. Khá là đẹp. Nói chung là cây này thì đem ra ngoài câu là ngầu tiếp. Bao ngầu. Đó, cây này gồm 6 lóng nha mọi người. Đó. Đây đó. Đó là đọt các con đập. Sáng tít thà lò luôn. Đọt này. Khúc đọt này nó cũng sáng quá trời sáng luôn này mọi người. Đó. Sáng cộm găng luôn, cộm tay luôn, rồi vô cộm tay luôn. Máy ảnh không biết bắt nó bắt lấy nét được không đó. Rồi đó, em sơ lược qua cây cần này cho anh em xem. Rồi giá công khai cây luôn nha mọi người, cây này là 5m4, giá công khai là 1,2 triệu. Tiếp theo sẽ là cây số 6, cây cuối cùng. Một cây này là cây 6m5, thu gọn là 120cm, nặng là 190g, độ cứng từ 3H gửi đến 4H, đọt là 1 ly 1. Cây này cũng đảm bảo cho anh em là mới trên 95%, không được 95% gửi về. Bao đẹp nha. Nó kèm một cái Shimano hàng nội địa Nhật. Đây, nút còn. Cái này tổng cộng gồm điểm xe máy lóng. Đó, cắt lóng của nó đây. Hàng này đảm bảo rồi, đã bao với đem độ mới thì khỏi anh em khỏi lo. Vẫn có công cộng là 6 lóng nha mọi người. Đọc là đọc các con đập. Quá ok nha. Quá đẹp luôn đó. Nào, em bán hàng thì em so anh em kỹ từ A đến Z. Đọc lên cho anh em xem. Đọc cái đây, đọc ở đây nó sắn cuồn cuộn luôn. Nó thấy không anh em thấy không? Đó, đọc nó sắn cuồn cuộn luôn. Nào nó. Nói chung là đọt gấp là ok. Đây, gấp vô đây. Đây, đọt cái này. Đó.
đọt nó khá là nảy nha anh em, hàng carbon nguyên zin, đọt carbon đặc, đọt cứng đây đó. Rồi giá công khai cây luôn nha mọi người, giá công khai của cây số 6 triệu 1,5 triệu, giá công cây, giá công khai cây số 6 là 1,5 triệu nha mọi người đó. Tất cả những hàng này đều có bao hết nha, không hộp, bao hết, bao túi giải. Rồi cảm ơn anh em nha, đây tổng cộng 6 cái cần em lên cho anh em hôm nay, anh em bưng cây nào thì anh em nhắn tin với em cây đó. Ok.